mưa tên lửa dội xuống ồ ạt, các đợt đột kích truy quét mạnh bạo, những thông điệp quyết chiến. Hỏa lực Mỹ, Israel và các chiến binh thân Iran đã khiến Trung Đông đảo lộn, khu vực đang bị xé toạc bởi 10 điểm nóng chiến sự bỏng rát. Chuyên gia cảnh báo, khi các mồi lửa bốc cháy dữ dội, Trung Đông sẽ hóa thành hỏa ngục. Trong khi đó, Nga và NATO có nguy cơ đẩy nhau đến kịch bản tận thế, vũ khí hạt nhân có thể được tung ra. Ukraine oằn mình với hàng loạt đòn giáng mới từ Nga, loay hoay tìm cách siết phòng thủ, kêu gọi viện trợ liệu có thành công. Triều Tiên lại nêu thông điệp chuẩn bị chiến tranh các quan hệ kinh tế với Hàn Quốc. Trước hàng loạt diễn biến bất ổn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng thế giới đang bước vào thời kỳ đại hỗn loạn. Chào mừng quý vị đến với Toàn cảnh quốc tế, chương trình điểm lại những diễn biến nóng trong ngày. Thưa quý vị, thế giới đang hóa vạc dầu sôi với hàng loạt cuộc đụng độ, mâu thuẫn chất chồng. Đến nỗi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 7 tháng 2 đã nói rằng thế giới đang bước vào một thời kỳ đại hỗn loạn. Đánh giá trên được ông Guterres đưa ra khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phát thảo các ưu tiên của Liên Hợp Quốc trong năm mới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng rối loạn chức năng tại Hội đồng Bảo an, nền tảng chính để giải quyết các vấn đề về hòa bình toàn cầu, đang sâu sắc và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Từ đó, ông kêu gọi hội đồng cập nhật các phương pháp làm việc để có thể đạt được thỏa thuận, ngay cả khi các thành viên bị chia rẽ và trao cho lục địa châu Phi một ghế thường trực. Trung Đông chính là một trong những lò lửa nguy hiểm hiện nay. The New Yorker mới đây chỉ ra có 10 mồi lửa đang tồn tại và đe dọa nhấn chìm khu vực này trong đại hỏa. Trong đó, Hoa Kỳ là một nhân tố khiến tình hình biến chuyển cực độ, bên cạnh các nước Israel, Iraq, Liban, Syria và Yemen. Tờ báo Mỹ cho rằng 10 mồi lửa tương ứng với 10 cuộc đối đầu công khai và âm thầm đang diễn ra giữa nhiều đối thủ ở Trung Đông. Chuyên gia Julian Parnes Dasseys, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu cho biết, Mỹ ban đầu tỏ ra cẩn thận, không muốn bị kéo vào khủng hoảng Trung Đông. Nhưng giờ đây, Washington đã bị cuốn vào cuộc chiến của Israel và có vẻ như họ đã lạc lối. Động lực ngày càng tăng khiến cho Mỹ không thể đơn phương áp đặt ý chí của mình lên khu vực, chuyên gia nói. Thưa quý vị, sự kết hợp của các cuộc xung đột trở nên rất phức tạp. Riêng Israel đã phải đối mặt với 4 chiến tuyến khác nhau. Thứ nhất, họ đã chiến đấu với Hamas ở biên giới phía Nam kể từ ngày 7 tháng 10. Thứ hai, Hezbollah đã tiến hành khoảng 700 cuộc tấn công từ biên giới của Liban giáp Israel để thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Thứ ba, Israel gặp bất lợi lớn trên mặt trận ngoại giao. Tình báo Mỹ cảnh báo rằng thế giới Ả Rập và Hồi giáo ngày càng tăng sự ủng hộ với Hamas, khác với lập trường của Mỹ và EU đối với tổ chức này. Còn mặt trận thứ tư của Israel là cuộc chiến trong bóng tối với Iran đang diễn ra ở Syria. Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào kho vũ khí, cơ sở quân sự và lực lượng thân Iran, cũng như nhắm vào các mục tiêu ở Syria. Những cuộc không kích đó đã leo thang kể từ ngày 7 tháng 10. Vài ngày sau hành động tàn bạo của Hamas, quân đội Israel đã ném bom các sân bay quốc tế ở Damascus và Aleppo của Syria. Nhưng theo các quan chức Mỹ, thực ra mối lo ngại lớn nhất của Israel là chương trình hạt nhân của Iran, vốn đã âm thầm tăng tốc kể từ ngày 7 tháng 10 sau khi chậm lại trong mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, Houthi đã bắn tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel, đồng thời tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế, bao gồm cả tàu chiến Mỹ, ở ngoài khơi Yemen. Ở các chiến tuyến khác, lực lượng Mỹ vẫn được triển khai ở Iraq và Syria để ngăn chặn tàn quân của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng Mỹ cũng đã cảm nhận được sự lan tỏa từ cuộc chiến Israel-Hamas. Kể từ giữa tháng 10, các binh sĩ Mỹ đã bị máy bay không người lái, tên lửa, súng cối và tên lửa tấn công 130 lần. Các cuộc tấn công này do nhiều nhóm dân quân khác nhau tiến hành và Mỹ đang đáp trả. Vào ngày Giáng sinh năm ngoái, các cuộc không kích của Mỹ đã vô hiệu hóa một số thành viên của Kataib Hezbollah, nhóm cực đoan ở Iraq. Vào ngày 4 tháng 1, một cuộc không kích khác của Mỹ đã loại bỏ một chỉ huy cấp cao của một lực lượng dân quân Iraq khác là Harakat al-Nujaba. Chính phủ Iraq đã lên án vụ ám sát là vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của nước này. Ngày hôm sau, Thủ tướng Shia Sudani kêu gọi lực lượng Mỹ ở Iraq rời đi mặc dù không có ngày cụ thể.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là căng thẳng giữa Washington và Tehran bắt nguồn từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và ngày càng gia tăng trong nhiều thập kỷ. Mỹ quy trách nhiệm cho Iran về cái chết của hàng trăm lực lượng Mỹ ở Liban, Iraq và Afghanistan, trong khi Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn ở Trung Đông. Hiện nay, giữa hàng loạt các cuộc giao tranh khác nhau trong khu vực, Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực để tránh rơi vào một cuộc đối đầu trực tiếp. Và điều đáng ngại là không một mồi lửa nào trong số đó có dấu hiệu suy tàn. Tại Gaza, xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng leo thang, mặc cho các bên nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn. Mới đây, cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra khi một tên lửa rơi xuống ngay sát khu tị nạn Rafah. Người dân Palestine trú ẩn tại đây tháo chạy trong hoảng loạn. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy một phương tiện bị hư hỏng nặng ngay bên ngoài trại. Trong khi đó, những người Palestine đau khổ đang trốn chạy trong sợ hãi. Adel Khahim Awa, một người Palestine di cư, nói với Reuters rằng tên lửa rơi xuống trong khi anh và một nhóm bạn cùng lứa đang vui đùa cùng những đứa bé trong trại. Theo Reuters, một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza đang sinh sống tại Rafah ở rìa phía nam của vùng đất này. Chưa dừng lại ở đó, tờ Haaretz còn đưa tin quân đội Israel phóng hỏa nhằm thiêu rụi gần 3.000 ngôi nhà ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo tờ báo này, các ngôi nhà bị đốt cháy theo chỉ thị trực tiếp và rõ ràng từ các chỉ huy quân đội để phá hủy hoàn toàn những nơi này. Báo cáo của Haaretz kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm buộc Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã diễn ra đối với người dân Palestine. Haaretz đã đưa tin về các chỉ huy quân sự ra lệnh đốt phá nhà ở Gaza trái phép từ tuần trước. Israel chưa bình luận về thông tin trên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố quyết chiến đến khi nào nhổ tận gốc Hamas. Nhóm chiến binh ở Gaza gây gắt cáo buộc Tel Aviv nỗ lực diệt chủng người Palestine. Ông Osama Hamdan, thành viên cấp cao của Hamas, nói trong một cuộc họp báo ở Beirut, Liban, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người dân của mình thông qua phản kháng trên thực địa hay cả những nỗ lực chính trị. Tất cả đều nhằm chấm dứt hành vi xâm phạm lãnh thổ của Israel. Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 135 ngày do Hamas soạn thảo và ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tiến đến thành phố Rafah, cực nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Theo AFP, động thái của ông Netanyahu đang làm suy yếu kỳ vọng của Mỹ và các bên về một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin tiếp theo giữa Israel và Hamas, ngay cả khi một quan chức Ai Cập cho biết vòng đàm phán mới bắt đầu vào hôm nay, ngày 8 tháng 2, tại Cairo, với mục tiêu đạt được sự bình yên cho dải Gaza. Khu vực bờ Tây bị chiếm đóng cũng nổi lửa. Giới chức địa phương cho biết các lực lượng Israel ngày 7 tháng 2 đã tiến hành một cuộc đột kích khiến 3 người thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một nghi phạm bị truy nã trong một cuộc đấu súng sau khi bao vây ngôi nhà mà hắn ta đang ở. Trong khi đó, hai người khác được cho là có trang bị vũ trang đang cố gắng trốn thoát khỏi cũng đã bị loại bỏ trong chiến dịch kéo dài 4 giờ liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau. Không có binh sĩ nào bị thương trong chiến dịch này, Tel Aviv cho hay. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Y tế Palestine, hai người đàn ông 30 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng Israel tại trại tị nạn Nur Sam, gần thành phố Turkham ở phía bắc bờ Tây. Tuy nhiên, cơ quan này không bình luận về trường hợp còn lại. Người dân trong trại nói với Reuters rằng hai người đàn ông bị bao vây trong một ngôi nhà. Một người khác cho biết Israel sau đó đã bắn tên lửa và sang phẳng một phần của nơi này trước khi rút lui. Vài giờ sau chiến dịch của quân đội Tel Aviv, không ai trong số 3 người nói trên được xác định có liên quan đến các nhóm phiến quân. Cũng tại Trung Đông, Mỹ gần đây liên tục trút cơn thịnh nộ lên các nhóm dân quân thân Iran sau đòn đau ở Jordan, khiến hàng loạt lính bị thương và thiệt mạng. Reuters trích dẫn hai nguồn tin an ninh địa phương cho biết, quân đội Mỹ tối ngày 7 tháng 2 đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 3 thành viên của nhóm dân quân Hồi giáo Qatai Hezbollah thiệt mạng, trong đó Abu Bakr al-Shadi, chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang. Nguồn tin cho biết có 3 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công và chiếc xe bị nhắm vào thuộc sở hữu của lực lượng huy động nhân dân Iraq BMF. Qatar Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đóng tại Iraq, là một phần của BMF.
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận thông tin trên. Theo CENTCOM, thủ lĩnh nhóm Kaitab Hezbollah được cho là đã thiệt mạng trong vụ tập kích mới nhất của Mỹ, cũng là người trực tiếp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực. CENTCOM đồng thời thông báo không có thương vong dân sự sau vụ việc. Houthi lại hướng đòn tập kích của Mỹ, Anh, Sabanet, hãng tin của lực lượng này cho biết. Các cuộc tấn công được cho là nhắm vào khu vực Ras Essa thuộc tỉnh Hodeidah của Yemen vào hôm 7 tháng 2. Một nhân viên của nhà máy đường trong khu vực tên Ala nói với AFP, anh nghe thấy hai tiếng nổ. Hiện Mỹ, Anh chưa bình luận về thông tin trên. Không chỉ dừng ở xung đột khu vực, bóng ma thế chiến đang bủa vây thế giới khi hiềm khích giữa các ông lớn ngày một gia tăng. Theo RT, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp tục cảnh báo về một cuộc chiến toàn diện giữa Moscow và NATO do Mỹ dẫn đầu. Và theo ông, đó là kịch bản tận thế vì Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân. Viết trên Telegram ngày 7 tháng 2, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, chỉ trích những tuyên bố của các nhà lãnh đạo phương Tây kêu gọi nước họ chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Ông Medvedev cho rằng những lời cảnh báo xung đột này là để chuyển sự chú ý của cử tri phương Tây khỏi khoản chi lớn cho viện trợ Ukraine, một chủ đề mà ông cho rằng nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi. Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không có kế hoạch tìm kiếm xung đột với NATO và EU. Tuy nhiên, ông Medvedev cảnh báo rằng nếu xảy ra một cuộc chiến tranh Nga-NATO, nó sẽ khác hẳn với cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ không dựa vào việc sử dụng pháo binh, xe tăng và máy bay không người lái. Ông lập luận rằng liên minh quân sự NATO có tổng dân số gần 1 tỷ người và chi tiêu quốc phòng lên tới 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến liên minh này vượt trội hơn nhiều so với Nga. Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta, tên lửa đạn đạo và hành trình có đầu đạn đặc biệt sẽ được sử dụng. Đó sẽ là ngày tận thế, ông nói. Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố Moscow chưa bao giờ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng lưu ý rằng chúng có thể được triển khai nếu đất nước bị đe dọa. Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục so găng và tung ra những ngón đòn mới, quyết khiến đối phương chùn bước. Ukraine tháng trước tuyên bố đầu tư gần 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng công sự dọc theo đường biên giới với Nga và ở vùng Donbass phía đông. Chiến thuật này được kỳ vọng sẽ gây khó khăn đáng kể cho Moscow. Ông Riley Bailey, một nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ khiến các lực lượng Nga gặp khó khăn lớn hơn khi tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ kiên cố. Nga đã gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tiến công và những công sự do Ukraine đặt ra có thể sẽ khiến mục tiêu của Moscow ngày càng khó để đạt được. Chuyên gia Bailey cho rằng, nếu Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn, những vị trí phòng thủ sẽ đem lại những điều kiện thuận lợi vì nó làm suy yếu lực lượng Nga, tạo cơ hội cho việc tiến công. Bão tên lửa Nga tiếp tục càn quét Ukraine, hỏa lực dội xuống 6 khu vực khiến nhiều người thiệt mạng và hàng loạt ngôi nhà bị hư hại. Lửa dữ bao trùm nhiều khu dân cư sau đòn tấn công. Toàn bộ Ukraine đã đặt trong tình trạng báo động không kích trong hơn 2 giờ. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine trong giờ cao điểm sáng thứ Tư ngày 7 tháng 2, khiến 3 người thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị thương và gây ra các vụ cháy khắp thủ đô Kyiv. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 6 khu vực đã bị tấn công. Tất cả các cơ quan Ukraine đang nỗ lực đối phó với hậu quả của vụ việc. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 44 tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều đợt tấn công. Họ để lọt lưới khoảng 20 tên lửa và UAV. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố quân đội đã thực hiện các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Cuộc tấn công được thực hiện sáng ngày 7 tháng 2 bởi vũ khí trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, cũng như máy bay không người lái. Mục tiêu là các cơ sở của Ukraine liên quan đến quá trình sản xuất xuồng không người lái, hệ thống tên lửa ven biển, đạn dược cho bệ phóng loạt và chất nổ.
lãnh thổ Nga cũng rung chuyển cực độ. Thành phố Belgorod lại hứng đòn tấn công mới khi tưởng niệm sự kiện bi thảm hồi tháng 12. Hôm 7 tháng 2, nhiều người Nga tập trung tại trung tâm thành phố biên giới Belgorod để tưởng nhớ 20 cư dân thành phố, gồm một số trẻ em đã thiệt mạng vào tháng 12 trong các cuộc tập kích được cho là do Ukraine tiến hành. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 7 tên lửa và 2 UAV do Ukraine phóng vào phía tây nam Belgorod trong tuần này. Cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện bằng tên lửa Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất, cùng loạt với vũ khí gây ra vụ việc thảm khốc tháng 12 năm ngoái. Thống đốc Belgorod, ông Gladkov, cho biết có 2 người bị thương. Trong khi Ukraine thiếu trước hụt sau, cả về quân lính lẫn khí tài, thì khoản viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn cấp cho Ukraine đã bị Thượng viện ngăn chặn. Theo Politico, khoản viện trợ nói trên nằm trong dự luật biên giới và an ninh quốc gia. Dự luật được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ vào ngày 7 tháng 2, nhận được 49 phiếu thuận và 51 phiếu chống. Đảng Cộng hòa nhiều lần tuyên bố sẽ không ủng hộ gói viện trợ cho các đồng minh của Mỹ nếu vấn đề dòng người di cư ở biên giới không được giải quyết. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người Đảng Cộng hòa, cũng khẳng định Hạ viện sẽ không ủng hộ dự luật. Giữa lúc đó, khi Vipost đưa tin, Ukraine đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU khẩn cấp tăng nguồn cung đạn dược và thiết bị quân sự để bảo vệ tiền tuyến trước những đòn tấn công của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc họp báo chung với nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu, ông Joseph Borrell ở Kyiv vào hôm 7 tháng 2 và kỳ vọng EU sẽ nới lỏng các quy định và ký hợp đồng dài hạn với các công ty quốc phòng nhằm thúc đẩy sản xuất đạn pháo. Vị ngoại trưởng nói với ông Borrell, nếu bạn hỏi một người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến về điều anh ấy cần nhất vào lúc này là gì? Câu trả lời chắc chắn là đạn pháo, bởi quy mô cuộc chiến hiện nay và việc sử dụng pháo binh của lực lượng Nga đã đạt đến mức độ để thành thật mà nói, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn chưa thể đáp ứng. Tuần trước, các nhà lãnh đạo EU đã vượt qua sự phản đối kéo dài từ Hungary, nhất trí thông qua gói viện trợ bổ sung 50 tỷ euro, tương đương 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tình hình châu Á cũng có nguy cơ đảo lộn do bất ổn ở bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng không ngừng lên gân với những thông điệp sắc lạnh. Mới đây, khi kỷ niệm 76 năm thành lập quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA, Bình Nhưỡng tiếp tục kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Tờ báo chính của Triều Tiên Rodong Sinmun tuyên bố KPA đã trang bị tốt với năng lực quân sự áp đảo và kêu gọi quân đội tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu để chống lại các thế lực thù địch. Trong một bài báo riêng, tờ báo cho biết KPA quyết tâm tàn phá hoàn toàn căn cứ của thế lực thù địch nếu họ cố gắng gây ra thiệt hại, dù là nhỏ nhất, đối với Triều Tiên và người dân nước này. Về mặt đối nội, tờ báo cho biết Triều Tiên sẽ thúc đẩy các chính sách nhằm phát triển kinh tế khu vực miền Bắc. Sự kiện năm nay ít hoành tráng hơn đáng kể so với năm ngoái, khi Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh với quy mô lớn chưa từng có nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân. Lễ duyệt binh ngày 8 tháng 2 năm 2023 ra mắt mẫu tên lửa đạn xuyên lục địa Hwang Song 18 chưa từng được công bố, cùng với 11 hệ thống tên lửa ICBM Hwang Song 17. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.